các bạn có thể thấy là cả số máy của xe Solarity hết sức là khó khăn nha các bạn. Đây là cả số máy để đưa cho khách hàng về đăng ký thực nghiệm này. Nằm ở dưới này, các bạn lưu ý nhé, nó sẽ nằm ở phía trước động cơ, nhưng mà các bạn phải tháo cái này ra, tháo cái lọc gió ra này, cái cổ hút gió ra này. Đây là lốc này, thì các bạn lấy con này xuống mặt ca này, các bạn cứ sờ theo cảm tính thôi, rồi các bạn lấy cây các bạn chọn vô và vẽ thôi, chứ không thể thấy được đâu, tầm này không thể thấy được. Nào mà các bạn thấy nó cần được rồi thì các bạn cho cái máy ảnh xuống và chụp, nếu mà được là được, không được thì cả lại cái khác. Đây các bạn sẽ phải cho cái máy ảnh này kết xuống và chụp. Tiếp theo là các bạn đưa tay xuống, các bạn sờ nhẹ nhẹ, lột nhẹ nhẹ ra thôi nha, lột mạnh là nó rách cái này thôi đấy, rách những cái khung gốc nãy giờ mình cà rồi, nó lột nhẹ ra nha, nhẹ không nhẹ rồi chưa, rồi có vẻ nó không mờ quá các bạn này, xem nào, cho chút đèn sáng thì xem nào, biết là nét hay là không nét nhưng mà cách như vậy hết cỡ rồi các bạn, thôi mang giao cho khách hàng ấy. Bây giờ là 10 giờ đêm, dài các bạn. Đấy, với cả một cái xe có số luôn. Thì các bạn thấy không? Quá là nhiều xe. Đã các bạn thích xe gì thì chỉ đợi mình khá số máy nha.